Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con và các bác nhá. Hôm nay thì em có cái máy sắt gạo mini gia đình gửi đến các bác. Nếu mà các bác đang còn phân vân lựa chọn cho mình một cái máy sắt gạo tốt nhất trên thị trường và nó đem đến cái hiệu quả là gạo sạch, không bị vỡ nát, sử dụng ba chức năng. Vừa chức năng nghiền cám này, vừa chức năng sắt gạo này, lọc sạn gạo, thì em xin giới thiệu đến các bác cái mẫu sắt gạo này. Hiện tại thì theo như đánh giá cá nhân của em và những cái máy em đã từng lắp ráp và bán qua thì đây là cái dòng sản phẩm mà có thể nói là mang đến cái chất lượng gạo nó cho ra tốt nhất trên thị trường hiện tại các bác nhá. Đấy, cái dòng này nó rất được ưa chuộng ở thị trường Thái Lan. Đấy, nó đã được công nhận lên thị trường Thái Lan rồi. Nên là các bác ở Việt Nam mình thì cứ yên tâm sử dụng cái dòng sản phẩm này. Thì đây là máy sắt gạo BMT 666 các bác nhé, của Phúc Minh Tiến phân phối. Đầu tiên thì đây là máy gồm 3 chức năng các bác này. Đây là phần sắt gạo. Đây là phần sắt gạo, chúng ta sẽ bỏ lúa vào đây. Thì lúa sẽ chảy xuống qua cái đầu sắt gạo đây. Thì lúa sẽ chảy trực tiếp vào cái phần lọc sạn đây luôn các bác này. Đấy. Phần lọc sạn này thì nó sẽ có 3 cấp lọc sạn các bác nhé. Đầu tiên là gạo nguyên này. Gạo vỡ này. Gạo cám này. Đấy. Thì đây là lọc sạn 3 cấp các bác nhé. Cái này nó có điều chỉnh rung mạnh rung nhẹ được luôn. Đấy. Còn tiếp về cái phần sắt gạo thì các bác để ý đấy là cái máy này được thiết kế hộp vuông bằng inox rất là bắt mắt và làm rất là đẹp nhá, inox xịn luôn đấy. Và phía trước đây là cái cửa ra gạo thì chúng ta sẽ có một cái núm điều chỉnh trắng gạo ở đây từ số 0 cho đến số 20. Đấy, điều chỉnh trắng gạo. Lúc mà các bác sắt sau cùng thì bác sẽ kéo cái núm này ra nhá. Đây là thao tác sắt gạo sau cùng. Em có cái video hướng dẫn sát cho bác rồi. Một điều đặc biệt nữa là cái máy sắt gạo này nó sẽ không cho ra trấu các bác nha. Bởi vì cái máy này là sát trực tiếp từ lúa ra gạo trắng qua một lần sát và trấu với cám ra một nơi luôn các bác nha. Ở vị trí bên này là trấu với cám ở đây. Trấu với cám ra một nơi luôn. Đấy, ở đây là nơi cám ra. Chúng ta lúc các bác mua máy sẽ có cái bao đựng cám như thế này. Sẽ có cái bao đựng cám như thế này để các bác buộc vào đây để đựng cám nhé. Đấy. Còn bên này là chức năng nghiền bột, nghiền ngô. Các bác có thể nghiền ra loại bột chăn nuôi hoặc là ra ngô mưởng nhé. Nghiền ngô, nghiền cám, nghiền mọi thứ để ra ngô. Thì để ra ngô mưởng hay là ra ngô bột thì các bác chỉ cần thay cái sàng này loại to loại nhỏ là được nhé. Đấy. Về ở đây thì nó có một cái át ở đây này và công tắc này. Chúng ta sẽ hiểu như sau. Ở đây là vị trí máy dừng này. Chúng ta sẽ hất sang trái là sắt gạo. Đấy. Hất ở giữa là dừng. Chúng ta hất sang phải đây là chức năng nhìn bột. Đấy. Đó. Còn về máy thì chiếc máy này đạt tiêu chuẩn ISO 9001. Đấy, các bác có thể xem ở trên đây có cái tem ISO 9001 luôn. Đấy, thì hàng nó được đảm bảo về chất lượng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế các bác nhé. Thì các bác có thể yên tâm sử dụng cái dòng sản phẩm này. Và theo như em đánh giá trên thị trường thì chiếc máy này nó so với những cái máy phổ thông ấy, thì nó đã rất là dày hơn, rất là chắc chắn hơn. Đấy, cái độ dày của nó về kết cấu trục rung lắc và sàng máy hay là những cái tấm ốp bên ngoài này nó cũng rất là dày và chắc chắn, thì đem lại cái độ bền sử dụng cao cho các bác khi mà mua máy sử dụng. Còn về động cơ thì bên em sẽ lắp động cơ 3 kW lõi đồng 100% bảo hành cho các bác về động cơ là 1 năm nhé. Đấy, động cơ 3 kW lõi đồng. Đấy, các bác yên tâm sử dụng để mà lựa chọn một chiếc máy mà phù hợp, tiêu chuẩn cao, đạt cái hiệu suất gọi là sát vừa nhanh vừa đem lại cái chất lượng gạo tốt, thì đây là cái sự lựa chọn hàng đầu cho các bác nhé.
Để biết thêm thông tin chi tiết, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến, địa chỉ là cầu Bùng, Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An, số điện thoại là 0988182789, hoặc các bác có thể truy cập website www.phucminhtien.com các bác nhé. Vâng, em xin cảm ơn các bác.